Xin chào các khán giả đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì chiếc đồng hồ Hublot MP06 vàng hồng sẽ là nhân vật chính trong video này. Vô số người hâm mộ đã yêu cầu Hublot đem đến một thiết kế mới lạ, không lấy cảm hứng từ Big Ben hay bất cứ một bộ sưu tập nào khác trong một thời gian dài liên tiếp. Với một thương hiệu cho thấy sự năng động cùng với bước đi sáng tạo như là Hublot, điều đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Bên cạnh những bộ sưu tập truyền thống như Big Ben hay Classic Fusion, Hublot còn tung ra nguyên một bộ sưu tập cao cấp mà đặc biệt phức tạp, đó là Masterpiece vào năm 2011. Đúng như cái tên được đặt, Masterpiece gồm những chiếc đồng hồ đặc biệt khác với hai bộ sưu tập còn lại. Khác biệt đầu tiên là ở kiểu dáng, khác biệt tiếp theo là ở chức năng cho mỗi mẫu đồng hồ. Điều này không còn quá xa lạ với tín đồ yêu đồng hồ trên toàn thế giới. Khác hoàn toàn với dáng vỏ tròn truyền thống, những mẫu đồng hồ có dáng vỏ tunnel là hiện thân cho sự hiện đại mới mẻ từ những nhà chế tác trẻ trung và năng động. Cụ thể, Hublot đã tập hợp nguyên một đội ngũ thợ chế tác có tên là Configurologer, chuyên phát triển những cỗ máy thời gian siêu phức tạp và chỉ trong số lượng hạn chế. Tựa như chiếc đồng hồ đầu tiên trong bộ sưu tập Masterpiece, Hublot REF MP01 Mono Pusher Chronograph với 10 giờ dự trữ năng lượng chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế là 100. Tiếp theo đó, cỗ máy thứ hai là chiếc Hublot La Clé du Temps Key of Time, hay được gọi là MP02, một chiếc đồng hồ quái thú không dành cho ai có cổ tay nhỏ, cũng chỉ có 50 chiếc trên thế giới. Và đặc biệt hơn cả là chiếc MP05 là Ferrari, độc đáo, có thể chữ cót trong vòng 50 ngày, cũng là một trong những chiếc đồng hồ hiếm hoi, siêu phức tạp mà Hublot sản xuất. Tiếp nối sự ấn tượng trong bộ sưu tập Masterpiece mà chúng tôi đề cập, tiếp đây chính là chiếc MP06. Chiếc đồng hồ có lớp vỏ King Gold này chỉ được sản xuất giới hạn là 50 và số thứ tự của đồng hồ được khắc ngay tại mặt đáy của lớp vỏ. Dáng vỏ tunnel, dáng vỏ đem đến tiếng vang cho đồng hồ Richard Mille. Những chiếc đồng hồ tunnel xa xỉ nhất, đắt giá nhất nên thuộc về đồng hồ Richard Mille. Thế còn Hublot thì sao? Thương hiệu này cũng có cung cấp những chiếc đồng hồ có vỏ tunnel và đặt trong các bộ sưu tập như là Spirit of Big Ben và cả Masterpiece. Khác với vỏ đồng hồ dáng tròn sẽ mang đến cảm giác classic thì dáng vỏ tunnel trong thời điểm hiện tại là đại diện cho những chiếc đồng hồ thể thao và nam tính. Thực tế vẫn có rất là nhiều nữ giới ưa thích đồng hồ có dáng vỏ tunnel và nhiều thương hiệu cũng quyết định sản xuất đồng hồ tunnel dành riêng cho phái nữ. Đồng hồ Hublot MP06 xuất hiện trong lớp vỏ được làm từ King Gold. Đây là chất liệu độc quyền mà Hublot đã nghiên cứu và đem sản xuất trên những mẫu đồng hồ cao cấp của hãng. King Gold mang màu sắc gần giống vàng hồng, nhưng xét về độ cứng thì lại ưu việt hơn hẳn vàng truyền thống. Thậm chí, màu sắc của King Gold cũng trầm hơn vàng hồng do các thương hiệu khác sản xuất. Vàng là chất liệu quen thuộc được nhiều nhà sản xuất. Vàng mềm và rất dễ gia công. Vỏ khung đồng hồ sẽ ít khi được làm từ vàng nguyên chất và nếu đem vàng 18K làm vỏ khung, sau một thời gian sử dụng chắc chắn sẽ xuất hiện xước răm. Do đó, nhiều thương hiệu đồng hồ sẽ hoàn thiện vỏ khung đồng hồ theo phương pháp nhám hoặc trải xước để ngụy trang vết xước nếu như có bất ngờ xuất hiện do sự bất cẩn của người đeo. Bộ vỏ của chiếc đồng hồ này đã được Hublot trải xước dọc từ càng nối dây đầu tiên tới càng nối dưới ở bên dưới. Trong khi bề mặt vành bezel khu vực giữa những đinh ốc tròn thì được làm nhám với bề mặt cát mịn li ti. Trên vành bezel vẫn là sự có mặt của 6 đinh ốc tròn xếp đều lên nhau. Song, hình dạng đinh ốc này đã có phần khác biệt với đinh ốc trên đồng hồ Big Ben. Thay về bề mặt trơn nhẵn và phẳng như chiếc Big Ben King Gold 44mm hay chiếc Classic Fusion Front, chữ H trên đinh ốc của đồng hồ MP06 đã được làm nổi hẳn lên. Các đinh ốc cố định vành bezel và nắp kính hỗ trợ cho chiếc đồng hồ này kháng nước ở mức 30m. Con số 30m thì không phải là quá ấn tượng cho một chiếc đồng hồ có kiểu dáng đôi phần hầm hố như là Hublot MP06. Tuy nhiên, nếu như để ý kỹ thì với một chiếc đồng hồ sở hữu lồng tourbillon đến từ nhiều thương hiệu khác thì 30m là một mức kháng nước hợp lý. Với mặt kính sapphire hai mặt trên và dưới, lồng tourbillon có thể được quan sát ở cả hai phía. Đặt tại góc 6 giờ đồng hồ, lồng tourbillon sẽ chuyển động liên tục, tạo nên sức sống cho cả chiếc đồng hồ. Đặc biệt là trong thiết kế của chiếc MP06 không hề có sự có mặt của kim dây. Tại trung tâm mặt số chỉ là 2 kim giờ và phút dạng bút chì và có phủ chất phát quang. Bộ kim hay là cọc chỉ giờ đều xuất hiện đậm nét và có diện tích lớn như vậy thì sẽ cung cấp khả năng xem giờ dễ dàng cho người đeo.
Là một chiếc đồng hồ lên cót tay, Uplow MP06 có thể vận hành trong vòng 120 giờ ấn tượng. Bộ máy bên trong là 9006H1, hoạt động ở tần số là 21.600 VPH với tổng số 155 linh kiện, 19 chân kính. Những bánh xe vàng và cầu nối đen đằng sau đồng hồ hiện lên rõ nét nhờ vào lối thiết kế skeleton thể thao, khiến cho chiếc Uplow MP06 này như một động cơ đầy quyến rũ. Và đó là những thông tin thú vị xoay quanh chiếc đồng hồ Uplow MP06 vàng hồng mà ngày hôm nay Gia Bảo Luxury muốn chia sẻ tới các anh em đam mê đồng hồ. Không biết là các khán giả cảm thấy như thế nào? Hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới và đừng quên là theo dõi những video tiếp theo trong chuyên mục review của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!